chuyến đi du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay cả nhà mình có một cái dịp đi đến tiểu bang Indiana. Thì trong cái thời điểm mà đầu khoảng giữa tháng 11 thì đó là nước Mỹ đã bước vào mùa đông. Và mình đã đi đến một cái công viên, nó gọi là di tích lịch sử của nước Mỹ. Đó là gọi là cái thời niên thiếu của Tổng thống Abraham Lincoln. Thì như các bạn cũng biết là Tổng thống Abraham Lincoln là Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Thì ông Abraham Lincoln là Tổng thống của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1861 đến năm 1865. Thì ông là người của Đảng Cộng Hòa. Khi nhậm chức, khi mà ông mới có 52 tuổi, và ông sinh ra vào ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại cái quận Hardin của tiểu bang Kentucky. Thì ông mất ngày 15 tháng 4 năm 1865. Ông Lincoln mất vào buổi sáng sau khi mà bị bắn tại nhà hát Ford ở Washington của tiểu bang Virginia. Thì ông đã kết hôn với bà Mary Todd Lincoln. Hai ông bà đã sinh được 4 người con là ông Robert, Edward, William, Thomas. Biệt danh của ông Abraham Lincoln đó là ông Abby Trung Thực. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu vực này gọi là viện bảo tàng. Nơi này sẽ trưng bày cũng như là cho chúng ta biết về cái thời niên thiếu của ông Abraham Lincoln. Ông Abraham Lincoln đã trải qua cái thời niên thiếu khoảng 14 năm, bắt đầu từ 7 tuổi cho đến năm 21 tuổi. Thì ông đã trải qua cái giai đoạn thời niên thiếu ở đây, và ông đã lớn lên và sinh hoạt trong cái khu nông trại của ông Thomas Lincoln, đó là người cha của ông Abraham Lincoln. Thì bây giờ mình sẽ bước vào cái viện bảo tàng này để xem, và cũng như xem người ta trưng bày và ghi lại những cái dấu ấn đặc biệt của ông Abraham Lincoln trong cái thời niên thiếu của ông ở đây đã trải qua như thế nào. Đầu tiên khi mà mình bước vào cái viện bảo tàng thì sẽ có một số người hướng dẫn cho chúng ta đi trong cái khu vực này sẽ trưng bày những nơi nào đặc trưng. Thì đầu tiên là mình sẽ thấy cái khu vực bán quà lưu niệm. Thì tất cả mọi nơi đều sẽ có một khu vực bán quà lưu niệm để mà bán những cái món đồ đặc trưng ở khu vực này. Thì trong cái khu vực này sẽ có bán nhiều sách ghi lại những cái lịch sử của ông Abraham Lincoln, những cái món đồ, những cái tất cả những thứ mà có liên quan đến ông Abraham Lincoln để lưu lại những cái lịch sử đặc trưng nhất của ông. Trong gian phòng này thì sẽ ghi lại những cái mốc lịch sử mà trong cái thời gian mà ông Abraham Lincoln ở lại Indiana, trong cái thời gian từ năm 7 tuổi cho đến năm 21 tuổi. Thì trong thời gian này ông đã ở với cha mẹ của ông, và những sinh hoạt hàng ngày trong gia đình ông ở cái nông trại của người cha là ông Thomas Lincoln. Thì trong cái hồi ký của ông Abraham Lincoln là ông đã nhắc lại cái khoảng thời gian mà ông đã từng ở đây và có những kỷ niệm với gia đình của mình như thế nào. Và ông đã đi học ở đây cùng với người chị gái của mình và trồng trọt gieo những hạt giống đầu tiên ở trong cái ngôi nông trại này. Và cái thời điểm mà ông Abraham Lincoln ở đây thì có những cái sinh hoạt rất là thô sơ. Và kỷ niệm mà ông nhớ nhất là những người mẹ của ông đã dạy cho ông những cái bài học đầu tiên, cũng như là bà đã cực khổ để chăm sóc một cái gia đình nhỏ như thế nào. Và người mẹ của ông thì đã qua đời rất là sớm, khi mà tuổi đời còn rất là trẻ.
Và đây là cái gian nhà mà người ta đã tái hiện lại những cái lịch sử, và có những cái vật dụng rất là thô sơ mà ông Tổng thống Abraham Lincoln đã trải qua cái thời niên thiếu. Ông đã tự học và tự đọc sách, tự tìm tòi để mà có những thu thập được những kiến thức và đã học hỏi như thế nào. Thì đây là những cái vật dụng rất là thô sơ mà đã nuôi dưỡng và đào tạo nên một cái vị tổng thống nổi tiếng cho nước Mỹ, và ghi lại một dấu ấn lịch sử rất là đậm nét cho nước Mỹ cho đến ngày hôm nay. Bước vào khu vực này đó là cái điện thờ của cái bà Nancy Hong Lincoln. Thì bà Nancy Hong Lincoln đó là mẹ ruột của tổng thống Abraham Lincoln. Bà đã sinh ra một vị tổng thống, và bà mất khi mà tuổi đời cũng còn rất là trẻ, 32 tuổi, vì một cái vừa ngộ độc thực phẩm khi mà bà đã uống một cái loại sữa mà ở trong cái sữa đó có chất độc, mà bà đã không qua khỏi khi mà sau khi mà uống cái loại sữa đó. Thì bây giờ người ta đã ghi lại cái lịch sử và nhớ lại những công ơn mà bà đã sinh ra một vị tổng thống có tài cho nước Mỹ như thế nào. Bên cạnh đó là cái điện thờ của ông Tổng thống Abraham Lincoln. Thì nơi này thì người ta trưng bày giống như một cái tòa để họp khi mà mỗi khi mà cần phải đọc kinh hay là tưởng nhớ tới ông Abraham Lincoln thì người ta sẽ vào đây và làm một cái lễ như thế nào để mà tưởng nhớ đến ông Abraham Lincoln. Bây giờ mình sẽ đi vòng xung quanh khu vực bên ngoài của cái viện bảo tàng. Thì phía bên ngoài cũng có một vài đặc điểm quan trọng mà được lưu vào di tích lịch sử của cái Tổng thống Abraham Lincoln. Thì bên ngoài sẽ có một cái cục cờ cũng như là một cái đài tưởng niệm về mẹ của ông Abraham Lincoln. Thì mình sẽ đi một vòng để chiêm ngưỡng cái những cái di tích lịch sử ở khu vực này như thế nào. Thì ở mình đi tới cái khu vực này đó là cái cột cờ. Thì mỗi khi mà có lễ lớn hay là tưởng niệm vị tổng thống thì người ta sẽ làm lễ và chào cờ ở khu vực này.
cái cột cờ đó là cái đài tưởng niệm của bà Nancy Holmes Lincoln. Thì đây là một cái tảng đá khối lớn được đem về từ một cái nơi khác, và người ta đã được sử dụng như một cái đài tưởng niệm cho bà, để tưởng nhớ đến bà Nancy Holmes Lincoln, người đã sinh ra Tổng thống Abraham Lincoln. Cạnh đó sẽ có một cái trail dài khoảng nửa mile, tương đương với khoảng chưa tới một cây số. Thì đi vào cái khu vực này thì mình sẽ đi ngang một cái gọi là cái nghĩa trang. Bên trong cái nghĩa trang này là để cho những người trong gia đình của ông Abraham Lincoln, như là mẹ của ông Abraham Lincoln được chôn ở đây, và người chị, người em, những người trong gia đình của gia tộc Lincoln. Gia đình mình đến thăm khu vực này vào khoảng mùa đông, thì hôm nay cái thời tiết cũng rất là lạnh và có tuyết nữa, cho nên là không khí xung quanh nó rất là tĩnh lặng và rất là lạnh. Nhưng mà cả các bé như mình thì luôn luôn năng lượng, chơi đùa rất là thoải mái và rất là thích đi thăm những cái nơi lịch sử như thế này, bởi vì các bé sẽ thu thập lại được rất là nhiều kiến thức cho nhà trường. Khi mà các bé đi học thì các bé đã hiểu được rất nhiều về những kiến thức lịch sử, rất tốt cho cái tuổi trẻ khi mà tìm hiểu về những cái môn lịch sử như thế này. Bên trong khu vực này gọi là Lincoln Thomas Farm, hay là còn gọi là cái nông trại của ba của ông Lincoln. Thì cái thời niên thiếu của ông Lincoln là đã ở đây, và người ta vẫn giữ lại những cái nét đặc trưng trong cái khu vực mà ông Lincoln thời niên thiếu đã làm gì, và có những cái ngôi nhà như thế nào, trong một cái ngôi nhà rất là thô sơ, và ông đã gieo trồng ở đây để mà có những cái cây trồng cho cả gia đình sinh hoạt ở đây. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn một lịch sử cũng như là những thông tin mà cái thời niên thiếu của ông Lincoln trải qua như thế nào. Thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình và đồng hành cùng với du lịch và trải nghiệm. Mình luôn muốn chia sẻ với các bạn tất cả những nơi mà mình đã đi qua và mình có cơ hội trải nghiệm, và muốn các bạn cùng trải nghiệm với gia đình mình. Và mình sẽ tạm dừng video của mình ở đây, và cảm ơn rất nhiều, rất mong được các bạn ủng hộ du lịch và trải nghiệm trong thời gian sắp tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.